Cô tưởng tượng cái gì vậy? Đầu óc có bệnh à? Đi thôi. Bao năm như vậy rồi, chúng ta chưa bao giờ thấy đại nhân vui vẻ thoải mái như vậy. Chúng ta đi tìm xem tối nay có cô nương khiêu vũ cùng chúng ta hay không. Đi, ta không có hứng thú, ta đi trước. Đồ giả tạo, đừng bỏ ta một mình. Tối nay gió lớn quá. Dây thần đỏ đây, bán dây thần đỏ đây. Đi qua xin đừng bỏ qua. Vô xem đi. Bán dây thần đỏ đây. Chúng ta qua bên đó xem đi. Cô nương xem đi. Ông chủ, màu này chỉ có một sợi hay sao? Ta muốn hai sợi. Chỉ có một cái thôi, thật ngại quá cô nương. Được thôi, muốn hai sợi để làm gì? Quynh một sợi, ta một sợi. Thứ này ở bên cạnh chúng ta, chỉ có hai người thích nhau mới làm như vậy. Mới làm gì? Ta qua bên kia mua cá nướng đi. Quynh đợi ta một chút. Chỉ có người thích nhau mới mua. Ông chủ, người bán cho ta cái này. Ông chủ, bán cho ta hai con cá nướng. Được. Tên thanh mặt nhang này hẳn là không nghe được chứ. Như Tiểu Lam, người rốt cuộc có tự mình đa tình làm gì vậy? Người ta cũng đâu có thích ngươi. Cảm ơn ông chủ. Bán dây thần đỏ. Bán dây thần đỏ đây. Đi đâu mất rồi? Ông chủ, ông có thấy nam sinh vừa nãy không? Đi về phía kia rồi. Cảm ơn ông chủ. Không có gì. Tiểu Lam, Tiểu Lam, Tiểu Lam, đã qua bao năm rồi, dòng do một hồi, vẫn cứ để ta tìm được ngươi. Cổ Dương. Thanh Mạch Nhan, Tiểu Lam, Thanh Mạch Nhan, Thanh Mạch Nhan, Quỳnh tỉnh lại đi. Mặt nha. Thanh Mặt nha. Như cô nương, đừng qua đó. Hai người ra ngoài trước đi. Hai người nói gì vậy? Quỳnh ấy cứ thế này sẽ chết mất vậy cô nương.
Đại nhân đã dặn, nếu cổ độc tái phát, tuyệt đối không được cho cô tới gần. Tại sao? Chúng ta ra ngoài đi. Ta không muốn, hai người đừng cản ta. Chẳng phải hai người nói, ta có thể giải cổ độc trên người của anh ấy sao? Cô đừng quậy nữa được không? Hai người đừng ngăn cản ta. Đủ rồi. Ra ngoài đi. Bằng không, kẻ mất mạng tiếp theo sẽ là cô. Đi thôi. Mỗi lần cô giúp Thanh đại nhân giải cổ độc đều sẽ tổn hao một lượng lớn linh khí. Còn nhớ không, lần trước sau khi cô giúp mẹ ấy giải cổ độc, mất những 3 ngày mới tỉnh lại được. Lần này sẽ còn nghiêm trọng hơn, có thể mất 5 ngày, 10 ngày. Khi linh khí sinh mạng hao sạch, cô sẽ không thể tỉnh lại nữa. Ta đã tìm được cách khác có thể giúp ta kiềm hãm cổ độc trong người, cho nên không cần cô nữa. Vậy là lần đó quân ấy đuổi mình đi là vì sợ mình tổn thương. Đại nhân, ngài tỉnh rồi. Không cần đỡ ta, cổ độc trong người ta lại phát tác sao? Đúng vậy đại nhân, đều là lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ vốn tưởng đại nhân dùng thuốc xong là cổ độc sẽ không phát tác nữa. Vậy lý do không thành công là gì? Thuộc hạ vẫn chưa tìm được nguyên nhân, nhưng thuộc hạ suy đoán cổ độc của đại nhân không phải cổ độc thông thường. Như Tiểu Lam đâu? Sáng nay thuộc hạ ghé phòng như cô nương, phát hiện hình như cô ấy đã đi khỏi. Đều tại thuộc hạ nhiều lời, cho như cô nương biết chuyện hao tổn sinh mạng, xin đại nhân trừng phạt. Người không cần tự trách, người không làm sai. Ngồi xuống đi. Vâng đại nhân. Quý phi nương nương, con rối gỗ này là ngươi tự điêu khắc sao? Ta có thể xem một chút không? Điêu khắc rất đẹp, hôm nào cũng làm một cái cho bản cung đi. Vâng nương nương. Quý phi nương nương, ta xin đi trước. Nương nương, trên con rối gỗ vừa rồi có khắc tên Tiểu Lam. Ta biết rồi. Rốt cuộc tại sao lại đến đây? Vô duyên vô cớ biến thành mèo đã đành, còn bị các người coi là yêu quái tra hỏi ở đây. Ông ta cũng bế quan xong, ông ta nhất định sẽ tìm khắp nơi. Nếu như ông mà không tìm được ta, thế nào cũng thương tâm lắm. Phải chỉ lúc đó ta nên để cô đi. Như Tiểu Lam,
ta đang mong đợi điều gì? Chắc ta bị ảo giác rồi. Thanh Mặt Nhan, sao huynh lại ở đây? Câu này ta phải hỏi cô mới đúng. Sao cô lại ở đây? Đây không phải là phòng của ta sao? Sáng nay Trường Hận bảo ta cô đã đi rồi. Đúng, ta đến hiệu thuốc. Huynh xem, ta mua rất nhiều thuốc lắm. Cái này đương quy, nhân sâm, phục linh, dùng để bổ khí. Còn cái này là táo đỏ, bạch thược, địa hoàng, dùng để bổ máu. Còn có, ta đâu cần uống những thứ này. Ta không phải mua cho huynh, ta tự mua cho mình uống. Tối nay ta đã nghĩ nghiêm túc cả đêm. Chẳng phải huynh nói mỗi lần ta giải cổ độc cho huynh, ta sẽ hao tổn nguyên khí sao? Nếu ta giải cổ độc cho huynh mà hao tổn nguyên khí, thì ta sẽ chuyên tâm bồi bổ nguyên khí. Thanh Mặt Nhan, huynh thực sự không cần phải lo ta sẽ bị thương, cũng không cần phải lo ta hy sinh vì huynh. Vì ta thực sự rất sợ chết, cho nên ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Huynh đừng đuổi ta đi nữa được không? Ta đã buông bỏ thể diện cầu xin huynh như vậy rồi, huynh vẫn muốn đuổi ta đi sao? Ở đây ta chỉ có mình huynh, ta chỉ tin mình huynh. Ta đã cho muội cơ hội rồi. Nếu lần này muội không đi, ta sẽ không để muội đi nữa. Thanh Đô Sư huynh, đã lâu không gặp, dạo này huynh vẫn ổn chứ? Ta nhìn thấy dấu hiệu Cổ Dương xuất hiện, chính là ở trong tòa thành này. Bao nhiêu năm nay, sư huynh vẫn chưa từ bỏ ý định triệu hồi vợ con sao? Câm mồm! Năm đó nếu không phải là ngươi phản bội lời hứa, thì ta đã sớm cứu được vợ của ta, càng không mất đi Tiểu Uyển. Sư huynh không cần kích động như vậy. Ta và huynh là người ngồi trên một thuyền, ta sẽ giúp huynh một tay. Huynh cần Cổ Dương để triệu hồi vợ con về, còn ta, ta cần phải tìm ra Thanh Hoán. Thanh Hoán chẳng phải 20 năm trước đã chết rồi sao? Huynh đã nhìn thấy hài cốt cô ta sao? Vậy Cổ Dương mới ra này giải thích làm sao? Người đàn bà gian xảo này nhất định đang trốn một góc nào đó trong thành. Huynh còn nhớ không? Đây là hỏa chú mà Thanh Hoán hay sử dụng nhất. Mà cái hỏa chú này đến từ một cô gái, ta nghi ngờ đó chính là con của Thanh Hoán. Chuyện gì vậy? Giấy khế ước để cho huynh yên tâm. Ta hứa sau này khi huynh bị tái phát cổ độc, ta chắc chắn sẽ không lại gần huynh. Điều đầu tiên này ta đồng ý. Còn điều thứ hai này là ý gì đây? Nghĩa là trên mặt chữ đó không có sự đồng ý của Như Tiểu Lam, Thanh Mặt Nhan không được chết. Ta muốn chết còn phải qua sự đồng ý của muội. Đương nhiên rồi, ta cũng phải có gì đó để bảo đảm chứ.
Mùi yên tâm đi, ta sẽ không dễ chết vậy đâu. Ký đi. Cuối cùng cũng có sự đồng ý với nhau rồi. Không được, ta phải thêm vô một mục nữa. Sau này Thanh Mặc Nhan không được xem như Tiểu Lam, như thú cưng. Trên miệng bảo không làm thú cưng, mà còn làm những thứ như thú cưng sao? Ta không quan tâm huynh nữa. Được rồi, mùi không phải thú cưng của ta, được chưa? Vậy ta là gì của huynh? Mùi là người phụ nữ của ta. Này, làm gì vậy? Huynh có biết bên thế giới của muội, bạn trai và bạn gái đi chung với nhau? Khoan đã, cái gì mà bạn trai bạn gái? Bạn trai bạn gái nghĩa là hai người yêu thích nhau, trước lúc chưa thành hôn sẽ làm một vài chuyện đặc biệt. Chuyện đặc biệt gì? Trong giai đoạn này muốn nắm tay thì nắm tay. Muốn hôn thì hôn. Đi thôi. Tiểu Dương gia, như cô nương, Tiểu Dương gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại đến vậy? Muốn gặp tỷ cho nên đến đây. Chúng ta lần trước nói sẽ cùng nhau ra ngoài chơi lần nữa, tỷ quên rồi sao? Xin lỗi nha, gần đây ta nhiều việc quá nên quên mất. Là liên quan đến đại lý Tự Khanh. Tiểu Dương gia, thật ra ta muốn nói với đệ một việc. Như cô nương, tỷ có thể cùng ta vào cung không? Sao đột nhiên nói vậy? Trong cung đã xảy ra chuyện gì sao? Thực ra ta cũng không nói được. Hai ngày nay ngủ cũng không ngon, vừa nhắm mắt luôn cảm thấy hình như có người đang nói chuyện với ta. Âm thanh như thế nào? Hình như âm thanh là một nam nhân, nhưng nói cái gì ta cũng không hiểu. Bỏ đi, tỷ cứ quên lời ta nói đi. Có thể là ngủ không ngon nên suy nghĩ linh tinh thôi. Thật sự không sao chứ? Không sao. Chúng ta lần sau cùng nhau thả diều giấy, được không? Được. Như Tiểu Lam. Có. Cô có nhớ lúc trước lời ta từng nói không? Huynh không phải nói ta không phải sủng vật của huynh, mà là... Được rồi, nhớ là tốt. Chỉ là ra ngoài tiễn người thôi, có cần lâu như vậy không? Thanh Mặc Nhan, huynh lại ghen với Tiểu Dương gia sao? Huynh yên tâm, ta không có hứng thú với đứa trẻ chưa thành niên này đâu. Cậu ấy không phải món của ta. Món gì mà món? Ý của ta là huynh chính là món của ta. Sao cô lại dám so sánh đại lý Tự Khanh với một món ăn? Huynh đừng hiểu lầm, ta hoàn toàn không có ý xem thường huynh. Ta nói huynh là món của ta, chính là huynh là người ta yêu nhất. Ta chỉ muốn ngậm huynh trong miệng, nuốt vào bụng, một khắc cũng không muốn rời xa huynh. Được rồi. Cô có nhìn ra gần đây Tiểu Dương gia có chút khác lạ không? Huynh cũng phát hiện ra rồi sao? Sắc mặt tiều tụy, ánh mắt hoảng hốt,
nhất định là có chuyện phiền phức gì đó, cho nên mới cần sự giúp đỡ của cô. Tiểu Dương gia nói gần đây cô ấy luôn không ngủ được, luôn nghe được một giọng của nam nhân. Ta nghi ngờ không phải đơn giản là ảo giác, mà còn có người hạ chú thuật với cậu ấy. Cô còn nhìn ra được gì nữa? Chú thuật chưa thành hình, hơn nữa cũng không biết người dùng thuật là ai, cũng không biết dùng cách gì để hóa giải, cho nên không biết ra tay thế nào. Ngày mai ta đi thị sát tẩm cung của Tiểu Dương gia, xem có thể có manh mối gì không. Không có việc gì thì ta đi đây. Đợi đã, không phải cô nói ta là món của cô sao? Không phải cô luôn nói không muốn rời xa ta sao? Ta đi đâu, cô phải đi đó. Đi theo ta. Ta đã nói huynh là món của ta rồi, huynh không được buông ra. Làm gì vậy? Huynh không phải đang xem sách sao? Ta điểm thêm một chút nhạc cho huynh. Huynh hát cùng ta đi. Huynh hát cùng ta đi. Cô nói thứ cô vừa hát là bài hát. Đúng, rất hay. Ta dạy huynh. Không, muốn hát cô tự hát, ta không hát. Huynh hát cùng ta đi. Đại nhân không hay rồi, trong cung lại xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Có hai cung nữ và thái giám bị giết. Hơn nữa là ở trong tẩm cung của Tiểu Dương gia. Mời đại nhân. Di thần thăm kiến Tiểu Dương gia. Tiểu Lam, Tiểu Lam, cuối cùng tỷ đến rồi. Tiểu Dương gia, thế này. Xin lỗi, vừa nãy ta cuốn quá. Nhìn thấy tỷ, ta yên tâm rồi. Nên là không sao. Nhưng Tiểu Dương gia không bị thương chứ? Không có. Nhưng mà Tiểu Dương gia, bên ngoài tẩm cung của người chính là nơi xảy ra án mạng sao? Vậy người còn nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Hai hôm nay ta đều ngủ không ngon. Tối hôm qua ta lên giường từ rất sớm, nhưng mà trong mơ hình như ta nghe thấy bên ngoài hơi hỗn loạn. Nhưng khi đó ta mệt mỏi quá nên ta không ra bên ngoài xem. Đến hôm sau ta mới phát hiện cung nữ thường hầu ta không thấy tới. Vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy bọn họ nằm giữa vũng máu rồi. Thái tử điện hạ giá đáo. Vi thần tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử ca ca, bản vương nghe nói tẩm cung của Tiểu Dương có thích khách nên đặc biệt tới xem sao. Tiểu Dương gia, để không sao chứ? Không sao, đa tạ ca ca quan tâm. Như cô nương, lâu rồi không gặp, gần đây cô thế nào? Ta rất khỏe, đa tạ thái tử điện hạ. Lát nữa cô có rảnh không? Bản vương có thứ muốn tặng cô. Khởi bẩm thái tử điện hạ, chúng thần sau khi điều tra xong phải mau chóng về đại lý tự. Bản vương hỏi như cô nương, Di thần biết, với là đại lý tự thật sự bận rộn nhiều gì. Bản vương biết, như cô nương là trợ lý y quan cũng không thể đi một chút sao? Đại lý tự khanh có phải đang cố ý làm khó